Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đóng Móc Cái Chiếc Hermes. Ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu túi đeo vai phối nơ và tay cầm ngọc trai rất là xinh xắn như thế này ha. Thì đây chính là cái mẫu túi xách mình đã móc trong bài hướng dẫn này. Và việc đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cấu tạo cũng như là về kích thước của mẫu túi này. Đầu tiên là về cấu tạo của túi. Về cấu tạo của mẫu túi này thì mẫu túi này chính là một cái mẫu túi đeo vai với cái phần quai túi dài 50cm. Ở đây nếu như các bạn đổi cái quai túi về quai túi 30cm thì mẫu túi này dùng để xách tay cũng rất là dễ thương luôn nha. Trên phần nắp túi thì mình sẽ có trang trí thêm phần nơ ở nắp túi tạo điểm nhấn cho cái mẫu túi này thêm dễ thương hơn. Ở phía dưới thì mình sẽ có gắn thêm nút khít nam châm ở nắp túi và thân túi nha. Và đây là mặt trong của túi. Mặt trong của túi rất rộng rãi, chúng ta có thể đựng được bóp điện thoại các thứ. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về kích thước của mẫu túi này. Mẫu túi này có kích thước chiều ngang của túi là 25cm, chiều cao của túi 15cm. Nếu như các bạn tính luôn cả quai túi phía trên này thì mẫu túi này có chiều cao khoảng tầm 35cm nha mọi người. Vậy là mình đã giới thiệu xong cho mọi người về cấu tạo cũng như là về kích thước của mẫu túi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào móc cái mẫu túi này. Và để móc mẫu này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Với bản dẫn ngày hôm nay mình sẽ dùng 4 cái loại len sợi để chúng ta cùng nhau chụp lại để móc cái mẫu túi này. Đầu tiên là len miêu cotton 125g, kích thước sợi len này 2.5mm. Ở đây mình sẽ sử dụng mã màu 44 trong bảng màu. Về cái chất liệu len miêu cotton này thì các bạn có thể thay thế bằng những cái loại len khác với kích thước tương đương đều được nha. Loại thứ hai của mình là len mi. Len mi này mình dùng để viền cái phần nắp túi nè. Đây, mình sẽ đưa gần hơn cho mọi người dễ dàng quan sát ha. Đây là len mi bóng nha mọi người. Loại thứ ba là len nhung bom bom. Thì đây là loại len nhung bom bom mình sử dụng trong bài hướng dẫn này nha. Và loại thứ tư là loại len mi. Len mi xù của màu hồng nha. À, có sợi rất là dài nha mọi người. Len này là len mi dài nha. Màu hồng phấn nha. Ở đây có 3 cái loại len này thì mình sẽ có đính kèm link dưới phần mô tả video. Nếu như bạn nào muốn mua thì có thể xem dưới phần mô tả hoặc cái bình luận đầu tiên mình ghim dưới video nha. Kim móc mình dùng trong bài hướng dẫn này là kim móc 4.0mm. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm kéo cắt len, kim khâu len và ghim đánh dấu để chúng ta cùng nhau móc cái mẫu túi này nha. Để bắt đầu móc thì mình sẽ chụp một sợi miêu cotton, một sợi bom bom và một sợi mi hồng để chúng ta móc cái thân túi nha. Bước đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt đầu tiên trên kim móc. Tiếp theo các bạn sẽ khởi tạo dãy bính đầu tiên với tổng số bính là 25 mũi bính. Sau khi mà mình khởi tạo một dãy bính gồm có 25 mũi bính rồi, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu móc vòng móc đầu tiên. Để móc vòng móc đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua một cái mũi bính sát bên kim móc. Thì đây là cái mũi bính này, là cái mũi bính thứ 25 của dãy bính. Các bạn sẽ móc vào cái mũi bính tiếp theo, tức là mũi bính thứ 24 của dãy bính ban đầu. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính này và móc 2 mũi đơn. Ở đây mình đang móc mũi đơn đầu tiên. Các bạn sẽ dùng ghim và đánh dấu cái mũi đơn đầu tiên này lại cho mình nha. Kế tiếp, móc vào chân móc này thêm một mũi đơn nữa. Thì ở chân móc này chúng ta sẽ có 2 mũi đơn chung một chân móc. Kế tiếp, ở 22 mũi bính tiếp theo, các bạn sẽ móc lần lượt mỗi mũi bính là một mũi đơn và trừ lại cho mình cái mũi bính đầu tiên của cái dãy bính ban đầu. Thì đây là cái mũi bính đầu tiên của mình nè. Thì tới mũi bính này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Ở dòng móc đầu tiên, ngay sau khi mà mình móc lần lượt 22 mũi đơn ở 22 mũi bính thì mình sẽ tới cái mũi bính cuối cùng. Ở mũi bính này các bạn sẽ móc vào mũi bính 4 mũi đơn. 1 2 4. Và sau khi mình móc
được 4 mũi đơn thì mình sẽ quay ngược dòng móc lại, và ở đây các bạn sẽ lần lượt móc ở 22 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi đơn. Lưu ý cho mình là chúng ta sẽ quan sát và xem ở trước đó các bạn sẽ móc mỗi cái mũi đơn vào chân móc nào, thì khi các bạn quay ngược lại thì các bạn chỉ cần đâm kim và móc đối xứng cho mình 22 mũi đơn liên tiếp thì chúng ta sẽ gặp lại cái chân móc đầu tiên mà chúng ta đã móc vào chân móc này 2 mũi đơn. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Ở cuối dòng móc đầu tiên, ngay sau khi mà mình móc được 22 mũi đơn thì mình đã gặp lại cái chân móc đầu tiên. Ở chân móc này các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp vào chân móc này thêm 2 mũi đơn nữa nha. Một, hai. Sau đó thì các bạn sẽ tháo ghim đánh dấu ra và trượt một mũi trượt vào vị trí mà các bạn vừa tháo ghim đánh dấu để chúng ta kết thúc dòng móc đầu tiên nha. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong dòng móc đầu tiên rồi nha mọi người. Kế tiếp mình sẽ móc tiếp dòng móc thứ hai. Để móc dòng móc thứ hai, đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính. Ở chân móc đầu tiên cũng chính là chân móc các bạn vừa móc mũi trượt, các bạn sẽ móc vào chân móc này 2 mũi đơn chung một chân móc. Ở đây mình đang móc mũi đơn đầu tiên. Mình sẽ dùng ghim và đánh dấu cái mũi đơn đầu tiên này lại nha. Tiếp theo các bạn sẽ móc tiếp vào chân móc này thêm một mũi đơn nữa. Ở chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Vậy là ở hai chân móc đầu tiên thì mình đã tăng được 2 mũi thành 2 chân móc, thành 4 chân móc nha mọi người. Hai chân móc đầu tiên của dòng móc đầu tiên thì chúng ta đã tăng được 4 mũi ở đầu của dòng móc số 2. Kế tiếp ở 22 chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi đơn. Ở dòng móc số 2, ngay sau khi mà mình móc được 22 mũi đơn vào 22 chân móc thì 4 chân móc kế tiếp các bạn sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là 2 mũi đơn chung một chân móc nha. Mình sẽ tăng mũi liên tiếp ở 4 chân móc này. Chân móc đầu tiên, chân móc thứ hai, chân móc thứ ba và chân móc thứ tư. Tiếp theo ở 22 chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn, và đến hai chân móc cuối cùng trên dòng móc thứ hai thì các bạn sẽ tăng mũi giống như 4 chân móc này. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc ở hai chân móc cuối cùng nha mọi người, lưu ý cho mình nha. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa, ở 22 chân móc tiếp theo thì các bạn sẽ móc 22 mũi đơn vào 22 chân móc, cho đến khi hai chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi tăng nha. Ở cuối dòng móc số 2, ngay sau khi mà mình móc tới chân móc cuối cùng thì đây các bạn sẽ tháo ghim đánh dấu đầu tiên trên dòng móc này ra để chúng ta trượt một mũi trượt vào vị trí mà các bạn vừa tháo ghim đánh dấu để kết thúc dòng móc thứ hai. Tiếp theo mình sẽ móc tiếp dòng móc thứ ba. Đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính, móc vào chân móc đầu tiên mà các bạn vừa móc mũi trượt nha. Lưu ý cho mình nha, móc vào chân móc các bạn vừa móc mũi trượt một mũi đơn. Các bạn sẽ dùng ghim và đánh dấu mũi đơn này lại. Tiếp tục ở chân móc thứ hai, móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Thì chúng ta sẽ có một cái cặp là một đơn, một tăng. Kế tiếp ở chân móc thứ ba, móc một mũi đơn. Chân móc thứ tư, móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Vậy là chúng ta sẽ có một đơn, một tăng, một đơn và một tăng. Kế tiếp thì các bạn sẽ móc vào 22 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi đơn. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người móc được 22 mũi đơn liên tiếp nha. Ở dòng móc số 3, ngay sau khi mà mình móc được 22 mũi đơn liên tiếp
vào 22 chân móc, thì ở hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ở chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc hai mũi đơn chung một chân móc. Thì ở chân móc này mình sẽ gọi nó là một mũi tăng ha. Mũi tăng thì các bạn sẽ móc hai mũi đơn chung một chân móc nha. Ở chân móc thứ hai móc một mũi đơn thì các bạn sẽ có một cái cụm họa tiết là một tăng một đơn ở hai chân móc. Tiếp theo các bạn sẽ lặp lại cụm họa tiết này cho mình thêm 3 lần nữa nha. Sau khi mình lặp lại cụm họa tiết một tăng một đơn thêm 3 lần nữa thì ở 22 chân móc kế tiếp trên dòng móc thứ 3 các bạn sẽ móc lần lượt cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến khi các bạn còn 4 chân móc cuối cùng trên dòng móc này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Ở 4 chân móc cuối cùng trên dòng móc thứ 3 của đáy túi, ở đây chúng ta sẽ lần lượt móc như sau. Chân móc đầu tiên móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Chân móc thứ 2 móc 1 mũi đơn. Chân móc thứ 3 móc 2 mũi đơn chung một chân móc. Và chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc 1 mũi đơn. Kế tiếp các bạn sẽ tháo ghim đánh dấu đầu tiên trên dòng móc này ra và các bạn sẽ trượt cho mình một mũi trượt vào vị trí các bạn vừa tháo ghim đánh dấu để chúng ta kết thúc dòng móc này. Vậy là mình đã xong phần đáy túi với 3 dòng móc. Kế tiếp mình sẽ lên cái phần thân trên của túi. Đầu tiên thì các bạn sẽ lên một mũi bính và ở chân móc đầu tiên các bạn vừa móc mũi trượt, các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn vào chân móc đầu tiên và dùng ghim đánh dấu cái chân móc này lại. Kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình lần lượt mỗi chân móc là một mũi đơn và móc cho đến chân móc cuối cùng trên dòng móc thứ tư ở đây nha. Ở cuối dòng móc thứ tư, ngay sau khi mà mình móc tới cái chân móc cuối cùng trên dòng móc này thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu đầu tiên trên dòng móc này ra và trượt một mũi trượt vào vị trí mà các bạn vừa tháo ghim đánh dấu để chúng ta kết thúc dòng móc thứ tư. Sau khi móc xong dòng móc thứ tư thì bắt đầu từ dòng móc thứ năm trở đi các bạn sẽ móc giống như dòng móc thứ tư và thực hiện từng dòng móc như vậy cho đến khi đạt chiều cao của phần thân túi thì các bạn sẽ dừng lại, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Ở phần thân túi sau khi mà mình móc được tổng cộng là 18 dòng móc thì mình thấy chiều cao của mẫu túi này đã phù hợp rồi, đến đây thì mình sẽ dừng lại và cắt sợi nha. Thì đây là chân móc cuối cùng của mình trên dòng móc số 18 nha mọi người, mình sẽ cắt sợi và giấu sợi ở mặt trái của túi nha. Sau khi mà các bạn móc xong phần thân túi thì các bạn sẽ gập đôi cái phần miệng túi này lại, chia cho mình được cái phần thân trước và phần thân sau của phần miệng túi và làm sao cho cái mẫu túi sẽ được cân đối nhất. Và như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu đặt đánh dấu. Ở đây mình có đặt 4 cái đánh dấu. Ở phía bên tay phải của mình, từ ghim đánh dấu màu xanh da trời đến ghim đánh dấu màu vàng, nó sẽ cách nhau 8 mũi nha mọi người. Lưu ý đếm từ cái vị trí đánh dấu luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 là ghim đánh dấu màu vàng. Tương tự phía bên này cũng vậy, từ cái ghim đánh dấu màu cam cho tới ghim đánh dấu màu hồng nó cũng sẽ cách nhau 8 mũi. Và khi mình đánh dấu xong như vậy rồi á, thì mình sẽ bắt đầu móc cái phần nắp túi nha. Để móc nắp túi thì các bạn có thể chọn một cái mặt bất kỳ sau khi các bạn đặt đánh dấu. Ở đây thì mình sẽ chọn cái mặt là từ ghim đánh dấu màu cam sang ghim đánh dấu màu xanh dương ở đây nha, màu xanh da trời ở đây nha. Và mình sẽ bắt đầu móc nắp túi vào cái chân móc sát bên cái ghim đánh dấu màu cam ở đây. Và móc lần lượt cho đến khi mình gặp tới cái chân móc sát bên cái ghim đánh dấu màu xanh da trời.
Đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc sát bên cái chân móc mà các bạn đánh dấu ha, để các bạn đưa cái sợi len mới vào chân móc này. Kế tiếp, lên một mũi bính và móc vào chân móc này một mũi đơn đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến khi các bạn móc xong cái mũi đơn ngay tại chân móc sát bên cái kim đánh dấu màu xanh da trời thì các bạn dừng lại nha. Ở dòng móc đầu tiên của nắp túi, sau khi mình móc tới cái mũi đơn cuối cùng sát bên cái kim đánh dấu màu xanh da trời thì đây các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp dòng móc số 2. Đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính và quay ngược dòng móc lại. Ở chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân móc này. Kế tiếp, các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới cái chân móc cuối cùng trên cái phần nắp túi nha. Tổng số mũi móc trên dòng móc thứ hai sẽ bằng với dòng móc đầu tiên nha. Ở nắp túi, ngay sau khi mà mình móc xong dòng móc số 2 thì từ dòng móc thứ 3 trở đi cho tới dòng móc số 15 mình sẽ móc giống hoàn toàn như cách móc ở dòng móc số 2. Và tổng số mũi móc trên dòng móc đầu tiên cho tới dòng móc số 15 thì bằng nhau nha mọi người. Vậy là sau khi mình móc xong dòng móc số 15 thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp dòng móc số 16. Ở dòng móc số 16 thì mình sẽ tiến hành giảm mũi nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và quay ngược dòng móc lại. Ở dòng móc số 16, ở chân móc đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua chân móc này và móc vào chân móc thứ hai một mũi đơn. Vậy là mình đã giảm được hai chân móc đầu tiên, lại còn một chân móc nha. Ở đây mình sẽ giảm đầu dòng một mũi và cuối dòng một mũi. Thì đầu dòng mình đã giảm được một mũi rồi. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới hai chân móc cuối cùng trên dòng móc số 16 nha. Ở cuối dòng móc số 16, sau khi mà các bạn móc tới còn hai chân móc cuối cùng thì ở hai chân móc cuối cùng này mình sẽ giảm lại còn một chân ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy len qua cái chân móc đầu tiên, sau đó đâm kim vào chân móc cuối cùng, lấy len kéo qua chân móc, tiếp tục lấy len kéo qua toàn bộ ba chân móc trên kim móc. Vậy là mình đã giảm được hai chân móc cuối cùng, lại còn một chân móc. Tiếp theo mình sẽ lên một mũi bính và quay ngược lại móc tiếp dòng móc số 17. Và dòng móc số 17 nó sẽ giống hoàn toàn như cái dòng móc số 16 mà các bạn vừa móc xong. Mình sẽ giảm đầu dòng một mũi và cuối dòng một mũi nha. Ở cuối dòng móc số 17, ngay sau khi mình móc tới cái mũi giảm cuối cùng thì dòng móc này cũng chính là dòng móc cuối cùng của nắp túi rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chốt mũi bằng cách lên một mũi bính và cắt len. Cắt len sau đó thì các bạn sẽ giấu đoạn len thừa này vào cái mặt trái của nắp túi nha. Sau khi mà mình móc xong nắp túi rồi thì mình sẽ chuyển sang đi viền cái phần nắp túi bằng len mi nha mọi người. Thì đây là cái cuộn len mi mình sử dụng. Ở đây các bạn sẽ rút từ trong lõi ra một cái đầu sợi mi và từ phía ngoài vào, các bạn sẽ chụp đôi hai cái đầu này lại với nhau để chúng ta móc viền nắp túi nha. Mình sẽ chụp đôi lại như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền nắp túi. Để viền nắp túi bằng sợi mi này thì các bạn sẽ viền ở mặt trái. Ví dụ đây là mặt phải của mình thì các bạn không có đi viền từ phía bên phải qua phía bên trái, mà các bạn sẽ đi viền ngược lại từ phía bên trái qua phía bên phải nha. Thì đây là phía bên trái của mình nè. Mình sẽ bắt đầu viền từ cái phía này. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mà các bạn đặt cái kim đánh dấu. Các bạn sẽ đưa sợi mi vào chân móc này nha. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, chân móc kế bên nè. Ở đây là cái chân móc kế bên, cũng chính là chân móc đầu tiên của dòng móc số 1 của phần nắp túi luôn. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc này, móc một mũi đơn. Kế tiếp chúng ta sẽ đi viền lần lượt mỗi chân móc là một mũi đơn. Mỗi chân móc thì nó sẽ nằm ngay tại vị trí giao giữa hai dòng mũi đơn trong cái phần nắp túi nha.
Cứ như vậy thì các bạn sẽ đi viền toàn bộ những cái chân móc trên cái phần nắp túi này. Mỗi chân móc là một mũi đơn cho mình, cho đến khi các bạn gặp cái chân móc cuối cùng của cái phần nắp túi ở phía bên này nha. Ở nắp túi, ngay sau khi mình đi hết cái phần viền của nắp túi bằng len mi thì mình sẽ trượt một mũi trượt vào vị trí mà cái ghim đánh dấu còn lại trên cái phần nắp túi. Thì đây, bên này có một ghim ha, bên này có một cái ghim, các bạn sẽ trượt một mũi trượt vào cái ghim phía bên này cho mình, phía bên còn lại cho mình nha. Sau đó thì các bạn sẽ cắt sợi và dấu sợi vào cái phần viền của cái phần nắp túi này luôn. Tại vì những cái loại len mi này á, thì nó có lông á, nên là khi các bạn viền xong á, các bạn dấu vào đây thì rất là kín và không có thể thấy được nha. Sau khi mà các bạn móc xong cái phần nắp túi thì các bạn sẽ chuyển sang khâu nút hít vào phần nắp túi cho mình. Ở đây thì mình đã khâu vào cái phần nắp túi cái nút hít để cho phần nắp túi được chắc chắn hơn. Và sau đó thì mình sẽ trang trí cho cái phần nắp túi thêm một cái nơ để tạo điểm nhấn cho phần nắp túi. Kế tiếp thì mình sẽ gắn khoen tròn nha mọi người. Thì đây là khoen tròn mình dùng là khoen tròn 2,8mm. Ở đây mình đã gắn một bên rồi nè. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn cái bên còn lại. Để gắn cái sau khi mình gắn xong khoen túi rồi thì bước cuối cùng mình sẽ gắn quai túi vào. Quai túi mình dùng là quai túi ngọc trai có độ dài là 50cm. Tại vì mẫu túi này là mẫu túi đeo vai nên là quai túi mình sẽ gắn dài một xíu nha. Các bạn có thể gắn quai ngắn hơn khoảng tầm 25-30cm với cái mẫu túi này để dùng mẫu túi cầm tay cũng rất là dễ thương luôn nha. Đến đây thì mẫu túi mình cũng đã hoàn thiện rồi. Vậy là bài hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn này của mình. Mọi người nếu xem bài hướng dẫn này, yêu thích bài hướng dẫn thì nhớ nhấn thích video, để lại bình luận, bấm đăng ký kênh, kích hoạt bằng chuông để nhận được thông báo khi ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau. Bye bye.